chiến đến nơi rồi đấy. Đấy, may thật, này mà không may mà nó ngồi lên. Ui giời, giật cơ mình. Cây thông cực kỳ là to, trời ạ, như là nó mới đổ sao này. Ui giời, sợ thật, cây thông như thế này mà nó còn bị hạ gục bởi vì thời gian và ui là
Cây này nó phải cao đến tầm 30-40 mét. Rất là dài. To chưa? Sợ thật. Cái vành của nó này. Thôi, mất đường đi. Đây này. Sau bao nhiêu năm nó mục rồi. Dạ man chưa? Nó mục cái là nó đổ ngay. Này chắc là gặp cái trận gió. Đây. Vừa rồi nó ăn gọi là ăn chỉ một tí chỗ này thôi. Bên đây nữa. Đấy, gỗ thông thì rất là thơm. Nó có một cái lượng tinh dầu rất là thơm. Thơm lắm. Cái này mà gỗ này mà làm những cái đồ gia dụng ở nhà thì cũng thơm, nó cũng kiểu dạng là giống như kiểu bạch đàn ấy. Ồ, đây có con bồ củi này. Đấy. Bồ củi đây nhìn rất là khác luôn mọi người này. À. Đấy. Đấy. Con này cũng là một vị thuốc tráng dương, bổ dương, cường thận này. Đấy, tăng cường sinh lực, một trong những bài thuốc ở trong các con. Đấy. Ở đây có một con thôi, thường thường thì nó ơi đây. Mới phát hiện ra liệu rằng ở đây khu vực này nó con có không. Đây này cả nhà này. Đấy. Đấy, đây. Ở đây. Đấy. Hai con động vào cái nó gập gập cái đầu ngay rồi, đã phải đi vòng thôi, không thấy nữa rồi, không thấy con nào nữa rồi. Rồi phải quay xuống được rồi ạ. Đây đường vắt vắt lên đây và tí khả năng là mình sẽ phải đi tìm đường vòng xuống dưới hay đi lên trên đây. Mình đang đi lên trên đây để đi tìm cây nhưng mà nó chắn ngang này không chơi được rồi, sợ chưa. Quay đầu là bờ. Mới mưa xong cả nhà. Mùa này là mùa mưa nên là đi rất là khó luôn. Đấy, đường này nước lóng bóng nó chảy ra. Nhưng mà mưa này vẫn là mưa ít thôi, chưa phải là mưa dài, mưa dầm. Lấy được một cái lối này. Cái gì chú ơi? Ôi, cái gì chú ơi? Sao vậy chú? Cái gì? Xe làm sao? Cái gì hả chú? Ơ? Cái gì chú? Phi là cái gì? Xe á? Là như thế nào? Có cái gì à? Chú... Hình như có cái gì ở trong xe sao hả? Có con gì ở trong xe, xe bị hỏng? Con gì á? Như kiểu này là... Rắn à, rắn à? Ui! Rắn gì đâu? Đâu? Có thấy đâu? Cháu có thấy đâu hay chạy mất rồi? Nhiều chạy mất rồi. Không thấy. Này chú đi đâu đấy? À, đi lấy cây. À, đi lấy cây, lấy cây. Có thấy đâu nhỉ? Không thấy đâu nhỉ? To không chú? To. Lửa cổ tay. Sao lại không thấy nhỉ? Hay là nó lại chứ nhìn thấy đâu cả luôn rồi. À đây rồi. Kìa. Ôi rồi. Ôi rồi. Thảo nào nằm. Ôi đây là cái đuôi. Đuôi đây. Ui. Cái gì chú? Ôi à, đầu nó đây. Ôi, nó quấn ngay cái lốp xe này. Ôi giời ơi, hổ mang.
Ôi ôi, nằm yên đi đít luôn này. Sợ chưa? Ô con này như là nó ra nó lột chú ơi. Con này nó ra nó lột mắt đục ngầu. Này. Mắt đục ngầu rồi. Ê, 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 ê. Úi ôi, lô bành, ôi lô bành. Ôi này. Này. Bọn này nó vẫn cảm được nhiệt đấy nhá. Ui mày chưa? Thế nó đã cắn chú chưa? Chưa. Mày đấy. Lấy cây á. Đừng đập. Đập là ấy đấy. Thôi. Sợ nhỉ. Cái này vừa chú ngồi lên xe rồi à? À nhìn đấy hả? Ra lên đây cái nhìn thấy gì? Ui này. Sợ nhỉ. Dã man mày chưa? À, nó nhìn này. Ui ui ơi. Nó cảm nhiệt gái nè. Ui. Ôi để đưa lựa để cho nó ra. Ui giời. Con này nó đang ra nó lột này. Đấy. Nhìn chưa? Ôi giời ơi mày. Ui nó thở kìa. Nó thở kìa. Nhìn sợ chưa? Nhìn như kiểu là nó muốn chiến đến nơi rồi đấy. Đấy. Mày thật. Này mà không may mà nó ngồi lên. Ui giời. Giật cơ mình. Phì luôn. Sợ nhỉ. Con này đúng là lột rồi. Đang kiểu là ra phơi nắng là lột này. Mới mưa xong này. Đi ra đi. Ui giời. Sợ rồi. Đấy. Con này mà nó cắn là hết hơi đấy. Ông chú đi đào được cây nhiều cây chưa? À được chỗ này gì? Hôm nay lại gặp ông chú ở đây. Nhưng hôm nay cháu quay cháu cứ đăng hả mặt lên nhá. Có phải đăng mặt không? Không á. Làm gì mà ngại, có vấn đề gì đâu, đăng lên trên mạng bình thường mà. À. Đấy. Hôm nay lại vô tình gặp ông chú ở đây. Ê rồi, nghe chừng là chú cháu mình lại có duyên. Đấy. Phát hiện ra rắn này. Đấy. Ôi giời, nó lại luồn vào đấy rồi. Ui giời ơi kìa. Ui con này bành như ác chưa. Dã man thần trưởng chưa. À ra rồi. Đấy cứ để nó ra. Ừ cứ để nó ra. Đấy sợ chưa. Con này là con này cũng phải được tầm cân rưỡi hay cân rưỡi đấy. Rồi. Ui giời. Ra rồi. Kinh dài thế. Con này đang mắt mù chân chậm nên là đi rất là chậm nhá. Nhưng mà không phải là mắt nó mù mà nó không nhìn thấy gì đâu. Nó cắn ngay đấy. Nó cảm nhiệt nó cắn ngay đấy. Rồi ra rồi. Rồi để cháu cho nó ra đây. Chú có bắt không? Có bắt à? Thế thả nhá. Đấy. Ê ơi. Bành lên ngay. Aman. Rồi, con này cút xéo ơi. Con này dài thế. À, con này phải dài cỡ tầm 1,5 m. Rồi. Ông chú về chưa? À chú ơi, cái đường này đi lên trên kia là bây giờ thì đi vòng cái này mới lên được chứ đúng không? Đi vòng cái này lên thì trên kia là vừa đấy cháu lên là có cái cây nó ấy rồi. Đấy. Lùi luôn. Thôi. Khả năng là đi vòng lối này đúng không? À. Rồi, thế để cháu đi lối này xem ra. Thôi, ấy đi xong là nhìn chú nhìn xem thử xem là còn con nào nữa không hay là còn con. Úi giời, có quả điếu cày nhìn hay thế. Phải chưa? Chú kiểm tra ô cốp xe chưa? Yên xe chưa? À không có. Mình cũng phải để ý cẩn thận nếu không may mà ngồi lên là ba con rắn về nhà. Xong rồi đến đêm nó bò ra rồi nó nằm ở giường thì đúng là tai họa đấy. Đợt trước là cháu cũng gặp mấy lần rồi, sợ lắm. Thôi đi. Thôi cháu đi nhá.